Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Longma Startup. Như các bạn đã thấy ở cái tiêu đề video đấy, là hôm nay chúng ta sẽ đánh giá hiệu năng của con chip Core 9 285K. Và lý do tại sao bây giờ mình mới có clip đăng lên thì là lý do là do con Core 9 285K nó rất là khan hàng. Và đến thời điểm hiện tại thì bây giờ mình mới mua được hàng, và cộng thêm thời gian clip test con này nữa, với cộng thêm 2 ngày đấy nữa, thì đến thời điểm bây giờ mình mới đăng được video về con chip Core 9 285K. Mình đọc nhanh là như thế nhá. Được rồi, đây các bạn nhìn thấy cái hộp nó đây. Với mình thì nó khá là giống con Gen 13 và Gen 14. Có điểm khác là nó trông như thế này. Và giờ mình và mọi người sẽ tiến hành mở hộp và đánh giá hiệu năng của nó. Nếu các bạn đã xem qua clip về con Core 7 265K và cái ép của mình rồi, thì cơ bản Intel năm nay mình nhìn qua sơ bộ sau khi mình test con Core 7 thì là nó mát hơn, và hiệu năng thì có vẻ là tương đương với con Gen 14 và Gen 13. Wow, cái hộp này trông lạ thế. Mở cái gì đây? Bằng giấy nhá, không phải bằng nhựa như là trước đâu. Mình thích cái kiểu nhựa như trước cơ. Đây, phần nhân vật chính của chúng ta. Ồ, trông nó mấy điểm lạ ghê mọi người ạ. Trông nó có vẻ khác với con 265K thì phải. Được rồi, và đương nhiên là hôm nay trên tay mình là con Core 9 285K, thì đối thủ của nó xứng tầm ở thì hiện tại bây giờ đương nhiên nó chính là con Ryzen 9 995X rồi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ so sánh với con Ryzen 9 995X. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cấu hình của mình trước khi test với con chip Core 9 285K này. Và để đảm bảo được hiệu năng của con chip Core 9 285K ngày hôm nay thì mình sẽ đặt niềm tin vào con main có mức giá PCB nhất, mà đó chính là con main Gigabyte Z890 Gaming X. Tại sao? Con main này thì được quảng cáo là có 16 phê điện, và nó có mức giá chỉ còn là hơn 8 triệu thôi mọi người ạ. Và còn là Gigabyte thì từ trước nay với các thế hệ Intel Gen 12, 13, 14 thì mình thấy nó chạy nó rất là ngon. Chỉ các bạn chỉ cần để ở BIOS thôi là mặc định thôi, thì hiện nào nó chip hoạt động rất là tốt và rất là mát mẻ. Và thực ra mình unbox con main trước ở đây là chỉ hộp thôi. Đây, các bạn có thể thấy. Và đợt này mình thấy anh Gigabyte có vẻ rất là nghiện làm main trắng mọi người nhé. Đây đã là một con main màu trắng tiếp. Sang các mã như là Outlook Pro hay là Enit thì gần như lúc nào có phiên bản màu trắng cả. Đấy, con này thì về cơ bản thì mình thấy khá là tương đồng với con Eagle. Lần trước mình đã test với con 265K rồi, cũng có 4 khe lên là vòng E. Và cái khe cạc màn hình này nó có thêm một cái là công tơ học để giúp chúng ta tháo cạc màn hình dễ hơn. Về phần VRM thì nó hơn con Eagle là 16 phây như nãy mình đã nói. Nhưng mà điểm trừ nhá, đây là mình thấy điểm trừ này, là con này hết sinh của nó cũng không được dày đâu. Nói chung là cơ bản là mình thấy đánh giá là chất lượng của main Z890 sau năm nay về ngoại hình ấy, về ngoại hình nhá. Còn về phần chuyên sâu kỹ thuật hơn thì mình không phải là người tìm hiểu kỹ về motherboard, mình sẽ không rõ. Nhưng mà mình cảm thấy Z890 năm nay là không bằng các mã main board Z690, Z790. Mình cũng không hiểu tại sao, lý do là tại sao mà các hãng này sản xuất thế. Có khi nào hay là main này nó chỉ phục vụ cho một đời chip hay không thôi, mà dây điện làm rất là nghèo nàn, nó không được như các main Z690, Z790. Mặc dù ngày xưa con Z690 UD nhá, là nó có tận 16 phê điện, mà không hiểu sao lên Z890 là có 12 phê điện. Đồng ý là chuyện là con Intel đời mới này nó kết thúc nhận điện đi, nhưng mà biết đâu là con chip đời sau nó có thể ăn nhiều điện hơn thì sao. Các hãng nó có thể chứng tỏ là có thể là mình đặt ra một giả thiết là con mainboard này chỉ phụ một đời main, nó không phụ cho đời chip sau, nên là các hãng main thiết kế mạch VRM của nó rất là cùi bắp. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp con chip vào để test hiệu năng. Các bạn đợi một chút sau khi quá trình setup và chúng ta sẽ tiến hành test hiệu năng của con chip Core 9 285K. Thông tin thêm cho mọi người nhé, là với cái thiết kế ngàm mới NVA 8851 thì nó sẽ không sử dụng ngàm chống cong của đời 1700 nữa, bởi vì nó có thêm một số chi tiết phụ ở đây nên chúng ta sẽ không sử dụng ngàm chống cong. Và người ta mình nghe nói là cái, mặc dù là không sử dụng ngàm chống cong nữa, nhưng mới thiết kế mới này là khắc phục được cái lỗi cũ của socket NVA 1700 rồi. Và con mainboard để sử dụng cho con Ryzen 9 995X này thì mình sẽ sử dụng con mainboard gì? Mình cũng sử dụng một con main có phân khúc giá nó ngang với con Z890 Gaming X, mặc dù là nó có rẻ hơn một chút, khoảng mấy trăm nghìn. Đó chính là con X670E Gaming Plus Wi-Fi. Đây là một con main có mức giá khoảng 7,8 triệu mọi người nhé. Là mọi người cần non anh là những con chip đầu bảng của Ryzen rồi, là 7950X và 9950X. Con này nó chỉ nhược điểm thứ nhất so với con Gigabyte thôi là nó không Wi-Fi 7. Nhưng mà thực ra là Wi-Fi 7 như mình nói ở video trước rồi, là nó không có khả dụng ở thời điểm hiện tại. Và RAM, ở đây mình sẽ dùng nó chính là RAM 64GB cho cả hai cấu hình luôn.
Và đây là hệ thống của chúng ta sau khi chúng ta một thời gian chúng ta lắp xong và mình đã lắp ổ cứng chứa win vào để test các phần mềm. Thì thực ra thì thôi, các bạn không cản bởi vì đây là hệ thống test thôi chứ mình không lắp vỏ cây nên là nhìn nó trông hơi bừa bộn một tí. Thì đầu tiên chúng ta có rất nhiều điều để nói khi lúc mình đã update con mainboard Gigabyte này lên bản BIOS mới nhất ở thời hiện tại. Thì đợt trước nó chỉ có một cái profile khác với profile ở Intel, đó là GPD default. Nhưng mà sau khi update lên, chúng ta có thêm mấy option lựa chọn nữa. Và mình cũng rất là tò mò xem là với từng option này thì liệu trong quá trình thực tế liệu nó có hơn nhiều không. Và nếu một người dùng mà không biết nhiều công nghệ thì Gigabyte nó còn cho thêm một tính năng nữa rất là hay. Đó chính là nó sẽ giúp chúng ta chọn được cái profile là phù hợp nhất với con mainboard mà chúng ta đang sử dụng và với con CPU là chúng ta sử dụng, để nó cho các bạn một hiệu năng sao cho phù hợp nhất với cái phần cứng của bạn đang sử dụng. Thì mình cũng đã thử tò mò, mình ấn vào xem thì con mainboard Gigabyte này chúng ta đã đề xuất lần một thiết lập cho phần hiệu năng CPU, đó là Unisoc. Unisoc mình hiểu nghĩa là không giới hạn gì cả rồi, nhưng mà thời gian vào trong lúc test nó vẫn giới hạn mọi người ạ. Và mình đã thử test nó với CPU N23 ở đây thì nó cho ra điểm số kết quả khá là ấn tượng, đó là vào khoảng 42.300. Và với cái mức, nếu mà chúng ta để mặc định nhá, mình khuyên là nếu mà anh em nào đang lên đơn bằng CPU thì chúng ta sẽ không nên để chế độ mặc định của BIOS, nó sẽ cho ra điểm số khá là thấp và hiệu năng thậm chí là còn tương đương với i9 13 9K. Chúng ta tối thiểu nên để ở mức là Intel Extreme Profile hoặc là các cái mức đề xuất của Gigabyte. Và mình cũng, mặc dù là nó đã đề xuất cho mình là dùng Unisoc, nhưng mà mình cũng đã thử test lại hết tất cả profile của con Gigabyte này và nó sẽ cho ra kết quả tất cả đây, và mình sẽ để nó trên màn hình. Và các bạn thấy sao? Và liệu các bạn thấy option nào phù hợp nhất với mình? Thì mình nghĩ chắc là Unisoc điểm số nó cho ra cao nhất, mặc dù nó chỉ cao một tí thôi. Và cái hay đây này, đợt trước mình có đọc một bài báo ở trên mạng có nói rằng thông tin nick của con Core 9 285K này là nó có phần PLMAX bằng 290W, và mình cũng không biết là làm thế nào để cho lên PLMAX 290. Và sau một lần tìm hiểu thì mình cũng đã tìm một cách để cho đẩy được cái PLMAX lên 290W, và đúng là hiệu năng nó có cao thật mọi người nhé, cao hơn so với Unisoc 300 điểm. Mình không biết là khuyên có lên mọi người để ở chế độ này không, bởi vì chỉ nó hơn 300 điểm thôi, mặc dù nhìn xung nhịp khá là cao ấy, điện ăn nhiều hơn nhưng mà nhiệt độ sẽ chúng ta phải chấp nhận là nóng hơn một chút. À, mình nói thêm tiếp nữa là ở cấu hình này mình dùng con tặng là Thermalright Vision Core. Giờ về phân khúc thì nó sẽ cú hấp hơn con Horizon của Thermalright một chút. Nói chung là kèo Intel đang chấp con Gen 9 G5X là về mặt tản nhiệt. Được rồi, với cái profile là Unisoc thì bây giờ mình sẽ thử tiến hành test Corona và Relay với nó xem, và chúng ta sẽ bắt đầu phần render bằng CPU bằng các bài test phần mềm thực tế. Và sau khi chúng ta múa may đủ các kiểu, mặc dù mình đã chỉnh là sao cho tối ưu nhất với con Core 9 285K và với một mức mà người dùng có thể sử dụng rất dễ dàng, thì nói chung kết quả là này mình thấy thật sự khá là buồn cho Intel đấy, bởi vì tốc độ Gen 9 95X nó vẫn nhanh vượt trội và nhỉnh hơn một chút so với con Core 9 285K. Đó là con Gen 9 95X của nó chỉ có mất 8 phút thôi, trong khi đó con Core 9 chúng ta mất đến tận hơn 9 phút một chút. Chúng ta đã thấy được sự bất lợi của Core 9 lần này khi Intel đã quyết định bỏ Hyperthreading đi. Mặc dù thì chúng ta, các bạn thấy nhá, điểm test CPU N23 nó, hai con này nó tương đồng với nhau ấy, nhưng mà con Gen 9 95X của chúng ta nó vẫn nhanh lên tận gần 1 phút luôn mọi người ạ. Nếu mà như vậy qua bài test rồi thì mình đã có thể tự tin được rằng là nếu mà anh em nào render bằng CPU thì chúng ta cứ mua chip Gen nhé. Bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, mua Gen để render nhanh hơn mà lại còn ổn định hơn. Tiếp đến, mình vẫn nói thật là mình chưa thể tin vào được những gì bài test hôm nay, bài test Corona vừa đấy, nên là mình sẽ thử test nó với VLAY xem nó sẽ như thế nào nhé. Và sau khi sau một thời gian đợi chờ render thì
thôi, mình khẳng định luôn là với anh em nào đang render vào các phần mềm CPU như là CoreRAV đây, thì chúng ta hãy đầu tư có chip CPU Ryzen 9 9950X để cho hiệu năng tốt hơn trong cùng tầm giá với con Core i9-5K nhé. Chưa kể là lợi thế về nâng cấp về dàn Ryzen đó là bên X670 này, có thể cắm được thêm vài đời chip nữa. Trong khi con Core i9 này thậm chí là còn có sự nghi ngờ là việc là nó chỉ dùng một đời chip thôi trên một cái mainboard Z890 này, con Ryzen 9 9950X của chúng ta đã nhanh hơn khoảng 10% so với con Core i9-2850K. Nhưng mà tạm thời đi, mình nghĩ là do các bản BIOS này nó chưa thể đẩy được hiệu năng của con Core i9-2850K, hoặc là các bản Win hiện tại mới nhất của Microsoft cũng chưa thể đẩy được hiệu năng tối đa của con chip Core i9-2850K lên mức tối đa. Nhưng mà thôi, nhưng mà Win vẫn là Win. Con Ryzen 9 9950X của chúng ta đã làm tốt hơn, và lần này mình sẽ đánh giá 9950X đã chiến thắng tỷ số là 2-0. Có hai bài test vừa rồi về đến được CPU, tức là mình sẽ test các phần mềm làm việc như thế, thì con Ryzen 9 9950X của chúng ta đang có lợi thế rất là lớn trong quá trình render bằng các phần mềm CPU. Còn con i9-2850K của chúng ta sẽ phải đợi chờ thêm một gian nữa xem là liệu nó có tiêu tốt hơn hay không, hay chỉ là một con hổ giấy của Intel mà thôi. Nếu mà ưu điểm, nhược điểm của Intel đã rõ là hiệu năng trong tầm giá đã kém hơn so với con Ryzen 9 9950X, thì ưu điểm nhỏ nhất của Intel ở lần này đó chính là về điện năng tiêu thụ. Thì các bạn thấy là trong quá trình render thì con chip Core 9 Intel thì tiêu thụ khoảng 250W, tức là nó đã ăn ít điện hơn so với những con i9-12900K và 14900K. Nhược điểm của con chip Core 9 2500K chúng ta đã thấy rõ khi chúng ta render, so sánh render với Ryzen 9 9950X, nhưng là điểm sáng nhỏ nó duy nhất qua các bài test vừa rồi các bạn để thấy nó chính là nó vẫn nhanh hơn so với con i9-13900K và vẫn ăn ít điện và mát hơn so với con i9-13 hoặc 14. Nhưng mà thật sự nó đã thua cuộc trước con Ryzen 9 9950X. Nói thêm về khoản PLMAX mà nãy mình đã đề cập, mình cũng đã thử với render bằng Corona và nó có nhanh hơn mọi người ạ, nhưng mà thật sự là cái nhanh hơn nó không nhiều. Nhưng mà sau khi mình chuyển sang render bằng V-Ray thì ngay lập tức sau một thời render thì chưa hoàn thành lửa bài luôn, thì ứng dụng của chúng ta đã bị văng. Nên là mình sẽ không khuyến khích mọi người là sử dụng tính năng là bật chế độ PLMAX lên là bằng 290W, nó sẽ gây mất ổn định trong render. Qua ba bài test rồi thì các bạn đã có sự lựa chọn hợp lý nhất của mình cho việc đi máy ở sắp tới chưa, đặc biệt là các anh em render bằng CPU với Corona và với V-Ray. Thực ra với anh em gaming thì trên mạng cũng đã có rất nhiều bài test rồi, và kết quả cho chúng ta là cho là con Core 9 thì thậm chí là còn hiệu năng yếu hơn so với con i9-14900K, thậm chí là chưa cần so sánh với những con Ryzen nhé. Nếu mà chúng ta so sánh với những con Ryzen top 1 về hiệu năng gaming thì nó thật là con Core 9 này chúng ta sẽ không thể so sánh được. Đấy, game đã thua này, hiệu năng cũng thua này, thậm chí là về độ ổn định, tức là các bản Win, thậm chí là BIOS hiện tại cũng chưa đưa cho chúng ta con Core 9 này 200K một kết quả tốt nhất. Thì chúng ta liệu mong chờ gì sắp tới ở con Core 9 200K này khi nó làm việc và chơi game? Thì mọi người hãy để lại ý kiến mình ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau, ở những bài tiếp lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.